Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của chị Út tại ấp Phú Thới, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với vườn mai của chị Út một lô mai ha. Thì nói nào ngay thì bên nhà vườn mình hiện đang có cần cái mặt bằng để làm công việc khác nên muốn bán để dọn mặt bằng ha. Nói chung thì cái giá cũng rất là hợp lệ để chúng ta về chơi Tết cũng như là mua đi bán lại. Thì hôm nay là chỉ có hai lô. Lô thứ nhất là loại chậu 4 với 4 rưỡi ha. Nhưng mà cái tàn như cả nhà mình thấy trước mắt em nó rất là tròn luôn. Với loại thứ hai là loại chậu 5 rưỡi, chậu 6 ha. Thì không để cả nhà mình chờ lâu thì em báo luôn cái giá ha. Nhưng những hàng trước mắt em là chậu 4, 4 rưỡi. Nhưng mà đúng ra cái tàn này qua chậu 5 là vừa ha. Tại cái tàn này đẹp mà nó bự lắm. Thì cái loại trước mắt em là 800 ngàn một cây. Còn cái loại chậu 6 như bên này là 1 triệu 2 một cây ha cả nhà. Thì bên nhà vườn muốn bán tại vườn, tổng cộng có 81 cây thôi. Nếu như cả nhà mình lấy hết thì tính 80 cây ha. Rồi thì để em vào cái cây, cái lô 800 cho cả nhà mình xem trước ha. Thì đây có chị Út đây, sẵn nhờ chị Út đo dùm, cái hoành của cái chạng này thử nó tầm khoảng bao nhiêu ha. Tới gạch đen không? Khoảng 15 ha. Này chắc đây. À, khoảng 15 cao 1m3 ha. Thì cái này nó cũng chẳng chạng vậy cả nhà. Chắc 15 đổ lên á, tại vì cái này nó cũng trung trung vậy nè. Nhưng mà được cái tàn cả nhà mình thấy ha. Nhà cái tàn rất là đẹp luôn, tròn đều lắm. Thì cái lô này có 40 cây thôi nha cả nhà. Lô này 40 cây nè. Cả nhà mình thấy trước mắt em cây nào cũng tàn tròn đều hết ha. Để mình qua ở đây mình đo thử một cây bên này nữa thử coi vô. Đo như cây này đi. Cây này có cái củ đế ha, mà mình đo cái thân thôi, đừng có đo cái củ nha. Vô trong nữa. Ở đây nè. Đấy, như cây này thì cũng hoành 15 luôn. Nó tầm khoảng 15 nha cả nhà, nói chung đều 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 vậy. Nhưng mà đặc biệt cái lô này cả nhà, nó cũng có một số cây có củ đế như này ha. Thì không có nhiều, đa phần những cái hàng hàng mai nguyên thủy thì nó không có đế như những cái hàng mai thế ha. Hay ví dụ như đế như thế này thì nếu như mà phân lẻ ra thì bán nó cũng tầm triệu mấy cây, chứ không có giá rẻ như thế này đó cả nhà. Giá này thì phải nói cái lô mai rất là đẹp luôn ha. Nhà mình coi nè, tàn tố rồi sum xê như thế này. Thì cái này nhà vườn bán giá tại vườn nha cả nhà, bán giá tại vườn đó thì cái giá là 800 ngàn một cây, giá rất là ok luôn ha. Rồi tới cái lô thứ hai là cái lô nằm ở chậu 5 với chậu 6 ha, 5 rưỡi chậu 6. Thì trước mắt ta nè, thì sẵn đây có hai cây để lẻ đây. Tại nhà cả nhà hồi em quay cho cả nhà xem, đang bằng cái công trình cũng dang dở nên cần cái mặt bằng á. Rồi chị Út đo thử cây đó thôi. Hoành 17 ha. À, hoành 17, ví dụ như cây này là 17 nha. Cái hoành thì nó không có lớn nhưng mà cái tàn rất là đẹp luôn. Cao này chắc cũng tầm khoảng 1m6 á. Chị Út đứng vô trong đó. Giơ tay lên thử coi. Mình tính từ mặt chậu. Đó, thì cái tàn như thế này là 1 triệu 2 một cây nha cả nhà. Thì hoành nó còn tầm khoảng 10, chắc 17 tới 20 rồi, có những cây lớn hơn. Cái tàn rất là đều, rất là đẹp ha. Cả nhà mình thấy ha. Thì cái lô này á là dảo, dòng dảo nha cả nhà. Thì cái dòng này thì dòng dảo ha, dảo bông 8-12 từ 5-12 cánh thôi. Không ở miền Tây thì không có dòng cúc nha cả nhà. Có một số cây thì có củ như thế này ha. Đây cả nhà thấy nhà vườn mình đang dọn vườn nè. Nên cần bán xả cái lô này. Thì nói nào ngay cái lô này thì bán rút liền nha cả nhà, không có gửi lại được lâu ha, dù tầm nửa tháng đổ lại được, chứ nhiên gửi lâu quá thì nhà vườn không cho gửi lại, tại vì đang cần cái mặt bằng ha. Rồi qua cái hàng
hàng châu sáu nè, châu này hàng này rất là đẹp nữa nha, nhà vườn nuôi khá là ok ha. Ra đi vậy lên trước luôn. Đây, mần lu bu sẵn đo cây này luôn. Tại làm cái công trình lu bu cả nhà nên kéo ra kéo vô tùm lum hết. Nói chung cũng đang rất là cần bán để dọn mặt bằng. Phải nói cái mặt hàng này thì rất là đẹp. 18 ha. Thì này cao cũng khoảng 1m6, 1m7 cả nhà. 17, 18, 19, cây này có thể 20. Cây này to rồi, ha. Cái lô này nhà vườn nuôi cũng khá là đẹp nha, nằm ở chỗ 6 tàn thì rất là to, gốc thì không lớn lắm. Ừ, như cây này lớn nè, đo thử cái này không? Nhiều đưa đưa coi coi tới cái mỹ đen nha, không thấy cái đồ đo này có đo người ta kéo ra còn đừng bóp vô. Rồi kéo ra đi, kéo ra ngoài đi rồi mình coi cái mí đó mình biết không. Ồ, cái này tới 22 luôn á. Hoành 22 hả? À, hoành 22. Hoa nè cả nhà, có bông nè. Bông thì cái này bông gió nha, nhưng mà cũng bông cũng khá là to, khá là nhiều nhiều cánh ha. Bông gió thì nó nhà nhầm bông nó đủ sức thì to, nhầm bông thì nó không có to lắm, tại còn lá ha. Như cái này thì hoành 22 nè, cũng có một số cây hoành khá là to ha. Chung vậy là hoành từ 17 tới 22 hả nha. Ồ, có mấy cây này đẹp quá trời nè. Đâu bước qua đây thử không? Lô này nói chung đẹp á cả nhà, mà giá hợp lý nha. Giá 1,2 triệu cây, bình thường thì hàng chậu 6 này em đi quay thì cái giá 1,5 triệu đổ lên ha. Giá 1,5 triệu đổ lên tùy theo cái tàn ha, cái này thì tàn chỉnh, giá này hợp lý. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn ha. Rồi đi lại sao đi, thì cái lô này cũng tầm 40 cây nha nha, 40 cây á, thì tổng cộng là 81 cây, hai lô 81 cây thì tính là 80 cây ha. Thì cô chú anh chị mình có lấy hết được thì cảm ơn, tại vì nhà vườn cũng đang rất là cần cái mặt bằng á, thì kêu cái giá cũng phải rẻ lại xíu để cho dễ bán. Thông thường cái chặng này thì em đi quay thì tầm 1,5 triệu cây, như cả nhà cũng thấy ha, thì chậu 6 hàng này thì giá đó thì rất là dễ chơi ha. Này mấy chú mấy bác đang mận lu bu hết tân nè, cần bán đang dọn cái mặt bằng để ở đây để cái làm cái công việc khác ha. Thì có một cái số chậu 5 nữa nha cả nhà, không 5,5 nữa nha, chứ không phải chậu 6 không. Nãy em có nói thì 5,5 với chậu 6 thì cũng một chặng thôi, mà tại vì có cái chậu nào vô chậu đó cả nhà. Nhà ở nhà có chậu nào thì vô đại chậu đó vậy đó. Lô mai quá đẹp. Thì em xin nhắc lại ha, cái nhà vườn của mình là tại ấp Phú Thới, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha cả nhà. Cái đường đi cũng rất là tiện, xe tải tới nhà luôn, thì mình cứ cặp vô mà mình chất lên thôi. Cái lô này thì cô chú anh chị mình thấy thì mình nên điện sớm ha, điện sớm cho nhà vườn, tại vì cái lô cũng khá giá khá hợp lý ha, với lại nó rất là đẹp. Thì chắc bán có lẽ là mau ha, nên cô chú anh chị mình có cần đó này cũng rất nhiều cô chú anh chị hỏi em cái trạng mà gọn gọn như thế này nè, gọi là 800 nè, thì cũng rất là nhiều anh chị hỏi ha, có thấy đâu có lô cá thì alo, mà lâu lắm rồi mới thấy được con lô này cũng tương đối khá giá hợp lý ha. Thì cô chú anh chị mình có thích đó thì liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn ha. Quay lại một vòng cho cả nhà mình xem. Thì em xin nhắc lại ha, những cây mai ở đây thì cái bông thì đa phần nó từ 5 tới 12 cánh là dòng dảo nha, chứ không ở miền Tây không dòng cúc. Tại nhiều khi em quay có rất là nhiều cô chú anh chị mình hỏi mai gì mà không báo. Thì nếu như cô chú anh chị nào mà xem cái kênh của em thường xuyên thì biết đây là mai tàn,
thì ở miền Tây em gọi là mai tàng ha, mai nguyên thủy thì tất cả là giảo hết chứ không có cúc. Thì ở đây thì mình gom nó vô dòng giảo chứ không phải là giảo Thủ Đức Gin nha cả nhà. Thủ Đức Gin nó là dạng khác nữa. Còn cái này thì bông từ 5 tới 12 cánh đó là mình gom nó vô dòng giảo, còn 20 cánh đổ lên đó thì cho nó qua cái dòng cúc. Ha. Cây này thì nói chung là đi hết cây đọt này là bắt đầu làm nụ rồi nha cả nhà. Đầu làm nụ rồi không còn còn đi cây đọt nữa. Thì chặng này thì bắt đầu tầm khoảng tháng sau là bắt đầu nụ nút đồ lên ngon lành. Lúc này thì nụ kim thôi. Rồi thì thôi, em cũng xin kết thúc clip tại đây, tại nội dung thì nó cũng có chỉ có 80 cây ha. 81 cây tính 80 cây, cô chú chị mình có lấy được hết lô thì nhà vườn sẽ bớt cho chúng ta cái tiền xe ha. Bớt tiền xe. Mình lấy hết lô á. Rồi thì thôi em xin kết thúc clip tại đây. Thì cô chú anh chị nào có thấy thích thì cho em xin một cái lượt like, một lượt đăng ký ha. Cũng như nếu như mà chưa có bật chuông thông báo, cả nhà mình nhớ bật chuông thông báo để mình xem được những video mới nhất trong ngày ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.